Đôi mắt là cái gì ạ? Cửa sổ tâm hồn. Vậy còn cái cửa cái nằm ở đâu? Nhưng cái câu chuyện này nó rất là đặc biệt. 1980 à, lúc đó thầy làm mấy cái dự án ở Vũng Tàu. Thì lúc đó Liên Xô vào Việt Nam nhiều lắm anh chị. Họ vào để khai thác dầu khí rồi đó, làm gọi là chuyên gia Việt Xô đó, bên dầu khí. Thế thì mấy anh Liên Xô ảnh rất là thích học tiếng Việt. Thế bữa đó thầy ghé cái nhà anh chuyên gia đó ăn cơm, thì ảnh cũng mời một cái anh chuyên gia người Liên Xô tới. Thế thì khi tới thì hai bên nói chuyện với nhau, thì anh chuyên gia Việt Nam anh mới dạy anh Liên Xô nói tiếng Việt ha. Ví dụ như cái nhà biết tiếng Liên Xô nói gì đó, anh dịch ra anh đọc là cái nhà ha. Thì muốn vô nhà phải sao ạ? Thế đi qua cái cửa mới chỉ anh Liên Xô, tại vì tiếng Anh mình nói là door hay gì đó ha. Tiếng Liên Xô nói gì mới nữa thì anh Việt Nam anh dịch ra door là cái cửa ha. Cái cửa sổ ví dụ như vậy ha. Chỉ từng cái món vật dụng trong nhà để anh Liên Xô anh biết á, khi anh tới biết là phải gõ cửa ha, vô nhà rồi có cửa sổ, có bàn ghế, có những vật dụng vậy đó. Thì đang ngồi nói chuyện với nhau, cái vợ anh chuyên gia Việt Nam đi chợ mua đồ ăn về, thì anh Việt Nam anh mới đứng dậy anh giới thiệu với anh bạn Liên Xô, anh nói đây là nhà tôi, người Bắc mà ha, đây là nhà tôi. Anh Liên Xô tiếng nẫn vào tay anh biết, anh gãi đầu bứt tay một hồi, anh không hiểu sao anh buộc miệng anh hỏi câu thấy cái cửa ở đâu. Nhà thì phải sao ạ? Nhà phải có cửa. Giới thiệu đây nhà tôi. Kia anh nghĩ hoài với nhà tôi cái cửa nằm đâu. Anh nói tiếng Việt Nam mình đôi khi nó cũng phong phú nè. Cái gì nói đây là vợ tôi ha, Mary hay gì thí dụ vậy ha, dễ hiểu ha. Nói theo kiểu Việt Nam đây là nhà tôi. Anh kia anh ngẩng đầu tay anh hỏi nhà thì cái cửa ở đâu. Mình đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ha. Thì khi nói cửa sổ tâm hồn thì chúng ta phải hỏi coi cái cửa cái nằm đâu, sao có cửa sổ không vậy. Anh chỉ có hay làm việc trên laptop không? Khi mình mở ra mình xài Win mấy? Win 7, Win 10, Win XP gì thí dụ hả? À, cái phần mềm đó nó có hình gì ạ? Cửa sổ. À, cái cửa sổ. À, tức là phần mềm nó cũng là một cái cửa sổ để nhìn ra thế giới. À, cũng như đôi mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu như đôi mắt của mình nhìn thấy những chuyện bất bình, chuyện không vui, mình nạp vô não là cái gì ạ? Tiêu cực. Đúng rồi, chán ghét, tiêu cực, bất bình ha. Thường chúng ta lên Facebook á, cái mình xem cái mình thấy mấy bạn chia sẻ like cái gì đó, ví dụ như các cô bảo mẫu đánh trẻ em, hay là vừa rồi cái vụ anh bị kiểm soát gì mà cưỡng hôn hay gì bé nào trong cái thang máy gì hả? À, thế là mọi người vô ném đá rầm rầm hết. Tức là luôn luôn khi chúng ta nhìn thấy điều xấu, cái chuyện bất bình, chúng ta nạp vô não mình là tiêu cực. Não mình nạp toàn những chuyện xấu, chuyện tiêu cực, chuyện bất bình, chuyện buồn không à, thì hành vi của mình sao ạ? À, mình bị ảnh hưởng ha, mình dè chừng, mình đề phòng, mình cảnh giác đủ thứ trò hết đúng không? À, mình nghi ngờ, mình không có lòng tin nơi cuộc đời này ha. Chúng ta nhìn cuộc đời nó xám xịt, nó đen thui à, không có nhìn nó màu hồng chút nào ha. Bởi vì chúng ta cứ nạp vô não mình toàn những chuyện xấu, chuyện tiêu cực. Vì vậy Facebook chính là một cái con dao hai lưỡi anh chị. Và đây là cái câu chuyện có thật. Cách đây khoảng 7 năm có một đứa học trò của thầy, nó lên mạng nó chia sẻ là bữa đó nó đi ăn nhậu, nó uống một cái chai Chivas 12 à, ăn một cái con gì đó ha, thú rừng gì đó nổi tiếng như vậy. Mọi người vô thấy thì sao ạ?
Bắc 12 hả? Nhà tôi có cha Chi Bắc 18 nè. Ông nọ có cha Chi Bắc 24. Chụp khoe lên. Ăn con nghiến con trồn nữa, tôi ăn con này lạ hơn, độc hơn nữa nè. Ăn hốc khỉ, ăn gì đó, thí dụ vậy. Tức là lúc đó người ta hơn thua cạnh tranh cái gì ạ? Ai biết ạ? À, hơn thua cạnh tranh nhau cái miếng ăn, cái danh dự, cái tôi ha. À, anh có tiền uống Chi Bắc 12 là tôi phải uống 18 hoặc 24 ha. À, anh có tiền ăn con keo, con sóc, con nghiến gì đó, tôi phải ăn con dữ to hơn, ghê hơn, ví dụ như vậy. Mơ khi chúng ta đăng lên trên Facebook, lên trang cá nhân của mình một cái hành vi ăn uống bình thường của mình thôi, nhưng nó gây ra gì thì biết không? Nó gây ra một cái hiệu ứng vô cùng nguy hiểm, tai hại ha. Làm cho người ta hơn thua nhau cái miếng ăn, cái bữa nhậu, hơn thua nhau cái sự giết chóc, đúng không? Thì vậy khi thầy vô xem, thầy xem thấy xong thầy mới nhắn tin thầy la đứa học trò. Thầy nói thay vì con đưa lên đó là chai rượu, là bữa ăn nhậu của con, thì con hãy đưa hình ảnh một đứa bé đang ngồi ở ngoài đường không có cơm ăn, hình ảnh một cụ già đang phải lê cái thân già bị bánh giấy số hay gì đó ha, để kêu gọi một cái sự yêu thương, một cái sự đồng cảm, chia sẻ cô mang. Nó tạo ra hiệu ứng tốt, hiệu ứng tích cực. Tâm mọi người khi nhìn như đó, tâm họ mềm mại lại, yêu thương hơn. Còn tâm mọi người nhìn vô chai rượu, nhìn vô bữa nhậu, tâm người ta sân si, hơn thua với nhau, đúng không ạ? Vậy mình có tạo nghiệp không? Có nha, nhớ ha. Nên anh chị để ý nè, từ đây về sau chịu khó giùm thầy. Khi chúng ta đưa bất cứ một cái thông tin gì đó của cá nhân mình lên trang mạng, phải cân nhắc và suy nghĩ xem cái việc mình đưa này có gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của chúng sanh hay không. Chúng sanh vì nhìn vào việc đó mà sân hận hơn thua ha, ăn nhậu chơi bời trác tán. Chúng sanh vì nhìn vào việc đó gây tổn hại cho xã hội, do đó mình phải cân nhắc việc này. Còn nếu chúng ta đưa một cái việc tốt, mà làm sao biết được việc đó tốt hay xấu ạ? Đây cũng có một cái câu chuyện rất thực tế luôn mà cũng rất là đau lòng. Đó là một bạn đi phóng sanh cá, đi với lại một đoàn sư đó, hình như đâu ở bên nước ngoài về tổ chức đi phóng sanh cá gì. Thế thì bạn nó quay luôn một cái video clip trên mạng, là có một cái xe ben nhỏ khoảng chừng 1 tấn, 1 tấn 2 gì đó, cái là bỏ cái tấm bạc lót chỏng cái cua cá chút chỏng, xong cái xe ben nó chạy xuống tới cái phà, cái lót cái bạc cái phà, cái xe ben nó men xuống giống như ben cát đá vậy anh chị, ben cá từ trên cái thùng xe rất lộp 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 xuống dưới phà, xong rồi lấy cái rổ đứng ở trên phà sấn vô múc cá, cái đứng ở trên phà vậy là hất cái đùng xong cái quay phim, quay clip đưa lên. Rồi cái mọi người vô phóng sanh công đức thù thắng hạnh, vô like chia sẻ đồ tán thán công đức phóng sanh này nó tụt lưng hết. Vô tình bữa đó thầy mở Facebook thầy xem, thế là thầy điện thoại thầy la cho một trận. Tại sao ạ? Ủa ăn nhậu bị la đã đạnh này, đi phóng sanh quay phim lên mọi người tán thán công đức thù thắng hạnh mà sao la? Ai la biết không? Thầy nói cái dại nhất của mình đó là mình làm sai có một lần một à, nghĩ coi con cá chứ bộ cục đá cục đất sao mà mua bỏ được cái xe ben kiểu đó, rồi ben từ trên xe văng xuống cái sàn của cái phà kiểu đó, sao nó sống nổi, nó không chết liền lúc đó nha. Nó sao anh chị? Nó giật mình giật mẩy nó chứ, phải không? Nó chày da chóc dãy nó, xong mình lấy cái rổ mình sấn vô giống như mình sấn xúc cát vậy đó, nó cũng chày mình chày mẩy nó. Rồi mình đứng từ trên cái phà cao và mình hất cái đùn xuống sông, nó cũng giật mật nó chứ. Có cái nhân cứu mạng thiệt, nhưng mà cuối cùng trong nhân đó mình gây ra nhiều cái nhân chày da chóc dãy tổn thương thân thể người ta, có không? Có ha. Chúng sanh vì coi cái video clip này lại bắt trước, lần sau họ cũng đi mua cá, họ cũng ben cái mình một cái giống như đất cát vậy đó, nó rớt xuống phà rồi cũng đứng hất đùn đùn sông dưới đó. Đó nên thầy mới la đứa học trò, thầy nói con gỡ liền cái video clip này xuống cho thầy,
Tại vì con lỡ dạy con làm có một lần, làm tổn thương cá có một lần thôi. Nhưng mà từ đây về sau, cứ bất cứ chúng sanh nào mà nó xem cái video clip này, nó bắt chước nha, nó cũng mua cá nó làm như vậy, con bị cộng nghiệp. Có không? Có cộng nghiệp, tại mình chỉ người ta mà mình chỉ sao? Chỉ sai anh chị, mình khuyến khích người ta làm điều sai, làm tổn thương đau khổ người khác. Kiểu gì con cũng giật mình giật mẩy. Thầy vừa nói xong 3 tháng sau nó bị giật đồ, giật mất cái vỏ đồ, mất điện thoại thì không nói, nhưng mà té xe bồng cái chân 1 năm trời, tới nay chưa hết, không thấy đi từ thiện luôn. Nhớ chỗ này, mình làm người ta giật mình giật mẩy, cái quả mình gặt lại là thân thể mình nó cũng đau đớn vậy đó anh chị, nó cũng bầm dập cả năm trời nó không hết, chứ không phải chuyện đùa nha. Nên từ đây về sau các anh chị nhớ nha. Hôm nay chúng ta có bài mắt làm sao ạ? Mắt nhịn yêu thương nha, yêu thương. Vì vậy làm sao chúng ta đưa cái gì đó yêu thương để cho mọi người nhìn thấy cái điều yêu thương, đừng đưa cái điều xấu, điều hơn thua ăn nhậu sân si trên đó nha. Đừng đưa những cái điều mà làm cho người khác phải động tâm, phải trở nên xấu xa hơn, cạnh tranh với nhau nha. Và cũng đừng đưa những điều khiến người khác làm sai chánh pháp. Nhớ chỗ này. Vì vô tình đôi khi đi với thầy xong cái phóng sanh thích quá, quay phim thì không nói, nhưng đi với người khác phóng sanh sai cách nha, quay phim kiểu đó người ta bắt chước mình ta làm, giờ bị thầy la rồi, từ đây về sau không dám làm nữa. Nhưng mà nó xui là lúc mình đăng lên á, có tới vài ngàn người vô xem. Những người này cứ bất cứ lúc nào mà họ đi họ làm điều đó đó, mình bị cộng nghiệp. Nhớ từ này, mình không làm nữa mà mình bị cộng nghiệp nha. Và đây là cái câu chuyện cũng có thật luôn. Thầy có một đứa em rể, nó là bếp trưởng người Thái, Giang Vui người Thái, nổi tiếng lắm anh chị sợ trên mạng Giang Vui, bếp trưởng của những bếp trưởng giỏi vậy đó, tức là nó đào tạo ra những bếp trưởng khác mà nó người Thái đang. Thì thằng bé này nó có cái tật là cái thú giải trí của nó là sau khi nó nấu bếp mệt xong nó thích đi ra quán cà phê và ở chỗ bờ sông á, ngồi uống cà phê câu cá hoặc là xem người khác câu cá. Thì mỗi khi mà người ta câu ta giật được con cá thì sao ạ? Vỗ tay tán thưởng. Đó. Bữa nào không thích cần câu đi câu thì thôi, mà bữa nào mà ra nó ngồi uống mà thấy ta câu được con cá đó, đó, vỗ tay tán thưởng. Vui hoan hỷ với việc sát sanh, việc làm xấu. Nên thầy mới nói với nó, thầy nói là chẳng thà chúng ta ra chợ mua một con cá, anh chị nhớ chỗ này nha, mình mua con cá về mình giết nó mình ăn thịt, mình bị cái nghiệp gì ạ? Nghiệp sát sanh mấy cái nghiệp đó thôi. Nhưng bây giờ mình đi câu cá nè, trước nhất mình móc con trùng vô là mình sát cái con gì? Sát con trùng. Móc con gián, con cào cào thì cũng sát con đó vậy, phải không? Cái mình trùng xuống sông, cái con cá bơi tới cá ăn, cá ăn nuốt được vô tới trong bụng chưa? Chưa, mới vừa nuốt vô trong miệng cái mình sao? Những cái bọc cá dính như cái mỏ đó. Vậy là nuốt có trôi không? Không trôi. Chúng ta tạo thành cái nghiệp móc họng. Từ đây về sau anh chị làm bất cứ việc gì, không bao giờ anh chị nuốt trôi cái việc đó. Tiền vô chân tới trong túi rồi cũng phải ói ngược ra trả ta. Thầy nói thiệt luôn. Đó là hai chỗ đó. Vì mình cho nó ăn nó chưa kịp nuốt vô bụng mình móc họng nó ra rồi, phải không? Thành ra sau này mình làm ăn cái gì vậy? Cứ tới phút 89 là nó hư việc à. Nuốt vô tới trong túi cũng phải ói ra trả, không có nuốt trôi vấn đề nha. Thứ hai, bắt con cá lên có giết liền không? Lâu nhốt đó là ngồi câu tiếp mà, nghe không? Nhốt nhiều khi nhốt từ sáng tới chiều mình mới về, nghe không? Thêm cái nghiệp thứ hai là nghiệp giam nhốt cầm tù nó, mà nhốt đâu có đổ nước hay gì cho nó thoải mái đâu, nghe không? Trước sau gì cũng giết nó mà cứ giục thùng vậy đó, giỏi lắm được chút chiếu nước rộng cho nó vui vậy thôi, nghe không? Giam nhốt đầy ải nó, sau này mình luôn luôn dính tới cái nghiệp tù tội bị giam cầm. Rồi thứ ba tối mình mang về mình mới đập đầu mổ bụng mới giết nó. Do đó cái việc đi câu cá chúng ta tạo ra tới hai nghiệp sát anh chị. Sát cái con mồi để câu cá, con trùng, con dế, con cào cào gì đó, nghe không? Giam nhốt, móc họng, đúng không? Sát sanh. Rồi giờ mình không câu mà mình ngồi đó mình thấy người ta câu thì mình sao? À, mình hoan hỷ với việc sát sanh làm xấu của người ta, tự nhiên mình bị cộng nghiệp nó xui cho đó, phải không? Cá thì người ta ăn, nghe không? Ta câu thì giải trí đã đành, mình ngồi mình ngó, mình vỗ tay tán thưởng, bị cộng nghiệp y chang vậy, xui không? Cực kỳ xui. À, giờ đó
anh chị nhớ ha. Khi người ta đăng lên trên Facebook, trên mạng, mình vô xem, mình muốn bấm like, muốn chia sẻ, muốn bấm thích gì đó, mình làm ơn đọc kỹ nội dung. Không bao giờ mà các anh chị đăng cái gì ăn nhậu đi chơi mà thầy bấm like cho các anh chị hết, để ý chỗ này. Như các anh chị đăng điều gì tốt đẹp thì thầy sẽ like để chia sẻ. Còn đăng mà đi chơi, đi làm đẹp, sửa mắt, sửa mũi, đi ăn nhậu, khoe bữa này tiệc tùng, giết con này nhậu chơi đủ kia, không bao giờ thầy like cho anh chị hết. Không bao giờ chia sẻ, không bao giờ tán thán việc đó. Thứ hai là tuyệt đối cũng không đưa những cái khiến chúng sanh nhìn nó trở nên xấu đi, tiêu cực đi, nhớ không anh chị? Có những việc mà nó là việc xấu thì thay vì tại sao chúng ta không nhìn ở góc độ tích cực hơn mà mình cứ nhìn ở góc độ tiêu cực. Có nhiều bạn đưa lên mạng là công an phạt xe này nọ, trong khi có những hình ảnh đẹp là công an đi quét đường, đi giúp dân, sao không thấy đưa, ví dụ như vậy ha. Có nhiều việc tốt mà không thấy đưa, toàn đưa những việc xấu lên ha. Rồi bắt đầu mọi người nhìn vô đó, họ bi quan, họ chán nản, họ tiêu cực. Tâm trạng bi quan, chán nản, tiêu cực đưa tới hành vi sao ạ? Hành vi xấu luôn, tiêu cực ha. Làm việc xấu nhiều ha. Do đó chúng ta nhớ nè, cái bài Mắt Nhìn Yêu Thương ngày hôm nay rất quan trọng. Nó định hướng cho các anh chị từ đây về sau biết cách nhìn, nhìn vấn đề ở góc độ yêu thương ha. Nhìn góc độ tích cực, yêu thương hơn, không nhìn ở góc độ tiêu cực ha. Không like, không chia sẻ những bài xấu, những bài ăn chơi, ăn nhậu, sát sanh gì đó ha. Và muốn like những bài tốt cũng phải xem nó phóng sanh kiểu mà nó chút cá như chút cục đá, cục đất, rồi nó cầm rổ hết cái đồ mà mình like kiểu đó, mình cũng chết chắc với nó. Mình hoan hỷ với việc làm tổn thương người khác nha, nhớ nha. Vì đó tâm yêu thương không có đơn giản anh chị, không hề đơn giản nha. Nó phải được tôi luyện nha, chứ không phải tự có nha. Vì vậy ngày hôm nay là một cái hành trình mà giúp cho các anh chị có điều kiện ha, mở tâm mình ra, yêu thương đồng bào nhiều hơn ha. Đồng cảm, yêu thương, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh ngoài kia, những người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chiếu kim đan, chiếu gì ạ? Chiếu đất. Chiếu đất nằm dưới đất đâu có nằm đèn kim đan đâu mà có chiếu kim đan nha. Màn trời chiếu đất. Có một hôm con đứa đệ tử của thầy nó đi chơi về khuya, lúc đó nó phụ trách cái bếp ăn bên quận 7 để nấu cho mấy bé mổ tim á. Thế là thầy cho đóng cửa nhốt nó ngoài trời một bữa. Thì thật ra gọi là ở ngoài trời chứ thì nó nằm ở trong chỗ cái mái che của nhà bếp mà nó không vô nhà được, nó mới dựng cái xe đó, nó leo xe nó nằm ngủ. Thì trong đó là cái khu đó là cái khu riêng biệt, có cổng rào, không có sợ mất xe anh chị, chỉ có điều không vô nhà được thì tôi nằm ở ngoài sân, sân cũng có mái che đàng hoàng chứ không có sợ bị mưa ướt này nọ ha. Nằm đó ngủ có một đêm thôi. Sáng dậy chạy tới nói với thầy, còn ngủ có một đêm mà cảm thấy vất vả vô cùng. Tại vì nằm ngoài đó mũi cắn nè, không có mồm mền ha, chỗ nằm đâu có phải là cái giường nệm gì êm ấm như mọi bữa đâu ha. Nằm trên yên xe ngủ vân vân, bữa ngoài đường có một bữa thấy khổ quá. Lúc đó mới nói, từ đây về sau con quyết tâm đi theo thầy để làm nhà tình thương giúp đồng bào nghèo. Tại sao ạ? Chính bản thân mình đã trải nghiệm một cái giây phút mà phải sống khi không có nhà ha, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, phải ngủ vất vơ vất vưởng ngoài đường, mới cảm nhận được cái nỗi đau khổ, cái vất vả mà đồng bào họ phải chịu đựng từ năm này qua tháng nọ, chứ không phải một ngày như mình. Nên có những cái chúng ta cần gì chị biết không? Cần gì trải nghiệm. Đi một ngày đàn, học một sàn khôn là gì anh chị? Nên ngày hôm nay nếu như mình ở nhà, mình cũng đóng góp tiền của để chia sẻ với đồng bào. Nhưng nếu mình không đi đó, mình không cảm nhận được anh chị. Còn mình đi nè, mình xuống mình nhìn thấy đồng bào hạnh phúc khi nhận được nhà nè, mình thấy những cái ánh mắt tràn đầy cái tình yêu thương và biết ơn trong đó ha. Mình thấy được cái ngôi nhà cũ trước khi xây dựng, ví dụ như vậy ha. Tự nhiên cái tâm mình nó mềm mại hơn, nó tràn ngập yêu thương hơn ha. Và nếu như đêm nay đủ điều kiện thì sẽ cho các anh chị ngủ lại cái nhà mới đó một đêm, nó còn yêu thương hơn thế nữa. Đồng ý không? Trời ơi, đừng ngủ nhà mới sướng chết mà.
đồng bào hạnh phúc vô cùng khi nhận được cái nhà đó. Nhưng nói thiệt là nếu đêm nay cho anh chị ngủ ở cái nhà đó một đêm, anh chị cảm thấy bất hạnh vô cùng. Bởi vì nó không có máy lạnh, nó không có máy tắm nước nóng, không có tivi để xem, không có internet để lên mạng lướt Facebook chat gì đó không có. Thậm chí không có nhà vệ sinh sạch sẽ như của mình nữa. Người ta đi cầu cá rồi người ta đào cái lỗ xong người ta móng cây không à. Thành ra có những cái mặc dù là hạnh phúc của người này nhưng lại là bất hạnh của người kia. Đối với đồng bào như đó là hạnh phúc lắm anh chị. Có được một cái mái nhà che mưa che nắng, có một cái chỗ trú thân là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Nhưng mà đối với các anh chị đó là điều bất hạnh nếu mà đêm nay được ngủ lại cái nhà mới đó một đêm. Thành ra thôi giờ tranh thủ ngủ đi ha, chứ tao tối nay ngủ đó ngủ không được đâu ha. Giờ tranh thủ ngủ trên xe đi ha. Các anh chị có buồn ngủ không? Thế nhất là gì anh chị đang liên diêm hết rồi. Không, bởi vì thầy rất là lo lắng. Hôm nay chúng ta đi làm việc tốt anh chị, có phước không ạ? Mình làm đúng chánh pháp là có phước anh chị. Nhưng mà đồng thời với cái việc làm tốt, chúng ta lại gieo một cái nhân sung sướng, cái nhân hưởng thụ ha. Ăn no lăn ra ngủ ha. Kiểu gì cũng về trên trời ha. Làm tiên bồng nguyên soái à. Và bằng chứng rõ nhất là trưa nay chị sẽ thấy cái quả mà mình ngủ sáng nay. Dạ, tiên bồng nguyên soái được đi xe gì ạ? Mùi trần. Xe mùi trần hả? Xe mùi trần đó là thầy nói cho nó sang á. Xe đó dưới đó người ta chở heo anh chị, gọi là xe heo á. Nên là sáng nay có nói các anh chị là khi mình đi vô đó rất là nhiều người và trẻ em, rồi họ chạy ra họ đứng họ ngắm nhìn mình không? Họ rất là ngạc nhiên không? Biết tại sao không? Tại heo gì? Thường thấy chở heo xong nay tự nhiên chở mấy heo này đẹp quá. Thì Nguyên Trần là một cái cách gọi yêu thương ha. Còn gọi mà đúng bản chất của sự việc đó gọi là xe heo anh chị. Mà đi xe heo cũng là hạnh phúc rồi, bởi vì mình là tiên bồng nguyên soái thì mình đi xe heo là đúng với mình rồi, gì nữa. Nhân nào ra cái quả? Quả nào? Đúng vậy rồi. Còn nếu mà tự nhiên mình đi cái xe mà thấy mấy bé nó chạy theo mà nó nói cái gì xe đám tang, nó còn hạnh phúc hơn xe heo nữa. Biết sao không? Dạ, cái xe mà đoàn chúng ta mua tặng cho đội thi công với hội chữ thập đỏ dưới đó anh chị, xe đó gọi là xe đa năng, ban ngày chở cây chở tôn đi dựng nhà, đồng bào mua heo mua gà gì đó không chở được mình cũng lấy mình chở dùm, gọi là xe heo. Ban đêm chở bệnh nhân đi cấp cứu, cứu không được chở gì về, chở xác chết về. Thành ra nhiều khi cái xe đó chở xác về, cái nít nó dòm quen là nó biết cái xe đó là hay chở xác chết về, nó gọi là xe đám ma hay xe đám tang là vậy. Cái này tự nhiên thấy chở nguyên đống xác mà nó chưa chết ngồi chển. Nhưng mà giờ anh chị đi là sướng á. 10 năm trước lúc đó cái kinh tế còn khó khăn anh chị, rồi chúng ta đi một cái xe của người ta cho là cái xe nó hết đát, tức là hết niên hạn sử dụng á, chứ người ta quy định là 20 năm hay 25 năm gì đó là không được chạy nữa. Thì bắt đầu ở Sài Gòn nó không cho chạy, thì bắt đầu tới đưa về đây cho mình làm từ thiện, chạy từ thiện. Chứ còn xe đó hết kiểm định là hết niên hạn là không được lưu thông ngoài đường. Mình làm từ thiện thì thôi, ta không bắt cho mình đi bình thường, ta không cho. Thì những cái xe đó là mỗi lần mà muốn dừng lại á, kiếm cái gốc cây lũi gì đó cái đụng cái dừng lại. Thì thắng không có ăn. Kiếm đống cát cái gốc cây lũi vô ha. Nó nhiều bữa đang chạy cái nó buồn buồn nó không chạy nữa, bắt đầu mình xuống mình đẩy nó ha. Cái đẩy nó xong bắt đầu nó nổ máy, cái nó chạy thì bắt đầu nó xịt đống khói về mặt đen thui hết trơn, lát ra thành chu phi hết trơn. Mà nên ngày xưa đi là nó vui hơn giờ anh chị, bởi vì nó nhiều ấn tượng lắm ha. Thứ nhất là đi về vừa bị khói xịt đen thui rồi vừa phải lủi gốc cây cái đụng cái. Nhiều trò vui ha. Nhiều khi chạy lên dốc cầu nửa chừng cái nó tắt máy cái cục dốc ha, ngồi trên nó là làng là xóm vậy nó vui ha.
Bây giờ tôi đi xe mới xịn mấy trăm triệu rồi, hết cái cảm giác đó. Ở trên đây những anh chị nào làm bất động sản đâu, giơ tay thầy coi. Ở đây có gì để bán không? Sao vậy? Ít ít luôn giỏ hàng ít hả? Chủ đầu tư không có hàng để bán đúng không? Lý do? Nhà nước cấm xây dựng mới từ giờ tới 2020 anh chị. Thì bây giờ bán gì ạ? Mua đi bán lại những cái cũ không à? Cái mới không có, giỏ hàng mới không có, giờ chứ cho thuê với bán là những cái cũ. Mà theo chị có cái nhu cầu về nhà ở lớn không? Lớn này. Lớn. Bây giờ không có hàng bán thì nhà nó sao ạ? Lên giá. Bây giờ theo các anh chị là thu nhập bình quân của mình mỗi tháng được mấy chục triệu. Dù là mình đi làm bất động sản hay mình đi làm nhà nước, đi buôn bán, đi kinh doanh á, thường mỗi tháng mình thu nhập được mấy chục? 50? 40? 30? 20? Không ai giơ tay gì hết trơn vậy? 10? Không tới chục nữa hả? Nửa chục. Mà cái nhà hiện giờ chúng ta đang kinh doanh, đang bán một cái căn hộ nhỏ nhỏ đó, khoảng tầm nhiêu anh chị? 2 tỷ. Ủa nó lên gì vậy? Lúc trước có 1 tỷ mà. Có hàng tỷ không? Giờ không còn hàng tỷ luôn á hả? Quá à. Giá nhà nước lên gì vậy ta? 2 tỷ một căn. Tối thiểu. Mà tháng mình làm được 10. Mình để dành bao lâu được 2 tỷ à? Chắc cả trăm năm đấy. Không, cái như giờ mình tính là mình không ăn xài gì luôn á, mình làm cho mình để dành nguyên á, mình nhịn đói nguyên tháng đó, mình ăn mì tôm thôi hả? Bạn tôi sáng đạp xe lên giảng đường gì đó hả? Tối ăn mì tôm gì đó hả? Nhưng cố gắng là mỗi tháng để dành chục đi hả? 10 tháng được, 10 chục là 100, 10 năm được, 10 trăm là 1 tỷ. Vậy để dành bao lâu được 2 tỷ à? 20 năm. Mà giá nó lên gấp 10 lần. À, hy vọng là 20 năm sau chị mua được nhà. 20 năm sau còn 2 tỷ nữa hả? Vậy bao giờ mới mua được? Kiếp sau đấy. Kiếp sau. Kiếp sau lên trên trời ở rồi, làm thiên bồng nguyên soái rồi, mua nhà chi? Có nhà lên mặt trăng ở ké với Hàng Nga. Những cái bữa nào buồn qua ghẹo Hàng Nga cái bị đầy xuống đây. Đi chung cái xe vui trần với thầy. Vậy nên chị, cái việc mà mua một cái căn nhà đó khó hay dễ à? Khó nè. Chuyện lớn hay nhỏ? Lớn. Tại sao mọi người nói cái chuyện gì cũng nhỏ hết á, chỉ có vợ nhỏ mới là chuyện lớn thôi mà. Phải không? Cả mọi chuyện đều nhỏ mà vợ nhỏ thì mới là chuyện lớn mà. Đó, vì vậy thật ra chúng ta làm thử bài toán đi anh chị. Làm thử bài toán ha. À, nếu thu nhập mình là một chục ha, 10 triệu năm một tháng ha, mình để dành vị chi mất khoảng 20 năm, nhưng thật ra 20 năm sau thì không có cái nhà giá 2 tỷ nữa, nên chúng ta ở trong một cái trạng thái gọi là rượt đuổi anh chị, rượt đuổi. Và nếu như mình làm được 20 triệu đi thì mình cũng phải để dành mất 10 năm, làm 40 triệu để dành 5 năm, ví dụ vậy ha. Nhưng mà 5 năm sau liệu còn nhà 2 tỷ không? Có. Nên nói một cách nghiêm túc, càng ngày người ta càng xanh sôi nảy nở. Đang làm tổng điều tra dân số đó anh chị, 10 năm trước 80 triệu dân, giờ chắc khoảng 100 triệu á. Thế thì đất nó có nở ra thêm không? Có, nó chìm xuống biển bớt mớ, sạt lở bớt mớ, chứ không có nở ra thêm. Mà người thì nở thêm nên cái nhu cầu về nhà ở càng ngày nó càng lớn, sự cạnh tranh càng khốc liệt. 2015 thì có coi một cái chương trình Xin Mai Son ha, Xin Mai Son Việt Nam mình sẽ được bắt chước á,
mới có cái bài hát ông bà anh của Lê Thiện Hiếu gì đó, chương trình Sing My Song. Thì 2015 ở Trung Quốc tổ chức cái chương trình Sing My Song đó, có một cái cậu đó lên hát bài rất nổi tiếng, đó là bài Họa. Cậu tên là Triệu Lôi, hát cái bài Họa. Thì khi người ta phỏng vấn thì cậu đó đang ở trong một cái nó gọi là tứ hợp viện. Tứ hợp viện tức là nó giống như cái chung cư của mình anh chị. Cái chung cư đó nó có nhiều căn hộ, mà một căn hộ đó lại chia tới nhiều gia đình ở, chứ không phải một căn hộ là một nhà. Là tứ hợp viện tức là 3-4 thế hệ ở chung trong một cái căn hộ nhỏ nhỏ phải chất chồng lên nhau. Tại vì Trung Quốc đông dân quá, tới 1 tỷ dân rồi không đủ chỗ để ở, chất chồng như vậy. Lúc đó thầy liên tưởng liền tới Việt Nam, thầy nói rằng Việt Nam trong khoảng 10-20 năm nữa nó cũng đã vậy chị. Số lượng người tăng lên, đất thì không có đẻ, không phải nhà cất cao tầng lên chồng chất lên nhau mà ở. Thì nhiều gia đình 2-3 thế hệ ở chung trong một cái nhà nhỏ nhỏ như vậy, tứ hợp viện. Vậy làm sao để chúng ta có nhà? Ai biết? Để dành là không khả thi rồi đó. Với thu nhập mình đi làm 20 năm nữa đủ tiền, nhưng mà nhà không còn giá đó. Thầy chỉ thôi đi mua Vietlott. Thầy chỉ. Có rất nhiều ý kiến là đi mua việc lót đó anh chị. Chắc trúng không? Không. Trúng thì không thấy trúng mà thấy tiêu luôn cái 10 triệu đó một tháng nữa. Dính vô cờ bạc đề cái số là tiêu luôn. Làm sao ạ? Thật ra nói về bài toán kinh tế là nhiệm vụ bất khả thi rồi anh chị. Không tìm ra giải pháp thật sự. Bởi vì 10 triệu đâu có nghĩa là chị nhịn đói để giành được 10 triệu nha. Làm 10 triệu mình ăn hết 5 triệu rồi, để giành được có 5 rồi. Làm 20 thì ăn hết 10 để giành được 10 triệu. Làm 40 thì cái nhu cầu chị sẽ xài tới 20. Tại vì lớn thuyền, lớn sống. Anh chị làm được nhiều thì cái quan hệ xã hội nó phải nhiều. Quan hệ xã hội nhiều thì ăn nhậu cà phê nó cũng vô đó. Nhiều cái chi phí lắm chứ không phải tự nhiên mà lãnh lương được 40 để giành được hết. Người mà làm 40-50 triệu một tháng, cái giao tế xã hội họ rất lớn anh chị. Rồi họ đi giao tế thì họ đâu có thể mặc cái đồ bèo bèo được, họ phải mặc cái áo hàng hiệu, phải đi đôi giày hàng hiệu, phải xài cái điện thoại iPhone mới nhất, ví dụ vậy, nó đủ thứ trò để kèm theo anh chị. Do đó là họ để giành cũng không được. Mình tưởng rằng là mình làm 10 triệu mình để giành được 5 triệu khó, nhưng thật ra cái người làm 40 triệu để giành 5 triệu cũng khó. Nhu cầu họ nó lớn như vậy. Nên nói một cách nghiêm túc, trong câu lạc bộ có một bạn đang làm là 120 triệu một tháng. Lương bạn đó 120 triệu một tháng chị. Và bạn đó vẫn đang phải mua một căn hộ trả góp. Cái gì cũng góp hết, nhà góp, xe góp, điện thoại góp, gì cũng góp. Tại sao ạ? 120 triệu thấy nhiều không ạ? Nhiều lắm á. Nhưng mà cái chi phí ngoại giao giao tế cũng rất nhiều, chị nên cũng không để dành được. Cũng phải mua góp. Nhà có mấy tỷ cũng mua được, phải mua góp. Gì cũng phải mua góp. Thằng đó này nghĩ rằng là nếu mà thu nhập chúng ta thấp hơn cái mức đó, khả năng để mua một cái nhà cực kỳ khó khăn. Vậy làm sao để cho chúng ta có nhà ở đây? Đây là một bài toán không có lời giải đáp, chính phủ cũng không giải đáp được chị. Không có cái cách nào để trả lời được cái câu hỏi đó. Vậy chị muốn biết cái cách nào làm cho chúng ta có nhà không? Không, thầy hỏi nghiêm túc. Bởi vì nhà là cái chuyện lớn đại sự. An cư mới làm nghiệp. Chứ suốt ngày mình đi ở trọ, mình cứ bị đuổi chạy tới chạy lui hoài á, tâm mình không an, không thể có sự nghiệp được anh chị. An cư mới làm nghiệp. Mà với thu nhập của chúng ta thì mua cái nhà thật sự là không có khả thi chút nào. Đó là bài toán kinh tế không có lời giải đáp. Vậy anh chị nào trên đây muốn mua nhà giơ tay lên thì xem. Còn những người còn lại có nhà hết rồi hả? Hay sao ạ? Hay đang ở chung với gia đình nên không cần mua nhà. Số bạn còn trẻ không thấy giơ tay. À khó quá, bỏ qua. Câu hỏi này thầy hỏi cách đây 10 năm cho những thế hệ đi trước của các anh chị.
họ cũng trả lời cũng được, lúc đó nhà nói tầm 700-800 triệu hả? Mười năm trước cái căn hộ thì 500-700 hả anh chị? Họ cũng nói khó quá, bỏ qua đi, tại vì lúc đó thu nhập cái nhà 500-700 thì thu nhập có 3-5 triệu à. 10 năm trước lương có 5 triệu à. Như vậy thì mới đưa ra một cái giải pháp này anh chị. Đôi khi chúng ta phải dùng trí tuệ, tức là dùng cái sự sáng để nhìn nhận vấn đề. Muốn có lúa ăn thì sao ạ? Trồng nhãn hay trồng cam hay trồng xoài? À, trồng lúa hả? Vậy muốn có nhà ở thì mình trồng gì ạ? Trồng nhà. Rồi, lát về ra chợ mua mấy cái nhà giấy ha. À, đào cái lỗ trồng đó ha. Không có tiền mua nhà thiên, mua nhà giấy đi, trồng đỡ vậy hay sao vậy? Do đó chúng ta nhớ này gì, có những việc về mặt kinh tế học, về mặt bài toán của cuộc đời không có giải quyết được ha, nhưng về mặt nhân quả giải quyết được. À, chắc hôm nào đây thầy phải mời một số anh chị ở bên xe Huỳnh Mai qua để chia sẻ mình mới cảm nhận được. Những bạn lúc đó cũng nói gì chúng ta bên đây, tức là chuyện này khó quá, bỏ qua, không giải quyết được. Nhưng những anh chị đó đi theo thầy thời gian thì bây giờ mỗi người có từ 2-3 căn nhà. Mà kia thầy hỏi là tại sao mua được nhà, nó cũng không biết nữa. Tại vì cái không có tiền anh chị mà vẫn mua được nhà mới lạ. Thật sự luôn, thu nhập họ nó cũng không có thay đổi nhiều. Họ cũng làm nhân viên bình thường, một chị thì đang làm ở bên công ty du lịch Lửa Việt, làm nhân viên thôi chứ không phải làm sếp gì. Nhân viên một công ty du lịch Lửa Việt thì thầy nghĩ lương cũng không cao. Mà chị đó hiện nay cũng sở hữu được 2 căn nhà. Tại sao ạ? Muốn có nhà chị cứ gieo cái nhân, nhân tổ ấm yêu thương, nhân về nhà, tự nhiên nó ra cái quả nhà. Nó lạ chỗ đó, nghĩ không ra chị, làm bài toán kinh tế không ra luôn. Do đó những cái chuyến mà đi trao tặng nhà, thầy rất mong những bạn trẻ, những bạn nào chưa có nhà, chưa có an cư lạc nghiệp, chúng ta nên tập đi, gieo từng bước một. Mình không đóng được một cái nhà, mình đóng 1/10 cái nhà cũng được, 1/5 cái nhà, mình cứ làm theo cái khả năng của mình. Nhưng mà có gieo thì mới có gặt, có nhân mới có quả anh chị. Không có nhân tuyệt đối không có quả, là nói nghiêm túc. Bạn nhỏ nhất ở bên Huỳnh Mai á, bạn đó sinh 90 mấy anh chị. Nó theo thầy năm đó còn đang học năm thứ 2 đại học. Lúc đó nó đi cái chương trình ước mơ của Thúy ở bên bệnh viện ung bướu á. Anh chị biết cái chương trình đó không? Ước mơ của Thúy 10 năm trước. 10 năm trước có chương trình ước mơ của Thúy. Với lại Nhật ký Đặng Thùy Trâm á. Nhớ vụ đó không? À, khoảng 10 năm trước nha. Có cái nhật ký Đặng Thùy Trâm mà lúc cũng biết ở trong rừng ước mơ xây dựng cái bệnh viện gì đó ha, với lại ước mơ của Thúy. Thì cậu bé này lúc đó đang học năm thứ 2 đại học thì đi cái chương trình đó. Rồi sau đó là theo thầy tới bây giờ. Thì hiện giờ cậu cũng có được cái nhà ngang 5m, dài 25m, cũng to ha. Có một vợ, một em bé. Em bé này đi từ thiện từ lúc nằm trong bụng mẹ luôn. Và giờ được 10 tháng vẫn đi liên tục. Và cậu đó đang dự kiến mua xe 4 bánh. Mà thầy chưa cho mua. Thầy nói thôi, thay vì mua xe 4 bánh, con mua thêm cái nhà đi. Tại vì xe chạy thời gian cái nó xuống giá, còn nhà mua thời gian nó lên giá. Nhà là tài sản, còn xe là tiêu sản. Hai cái đó khác nhau. Cậu này sinh 1990 mấy là một chuyện nhỏ. Nó chính xác là nó ngang tầm với các anh chị, là tại vì thầy có một cậu học trò, cậu đó đi ra dạy phong thủy giống như thầy Ngoan vậy đó. Thì thằng bé này nó lại là học trò của cái cậu đó, nên là lúc đó nó kêu thầy tới siêu ông, là tức là siêu phụ của siêu phụ nó. Xong rồi nó vô trong câu lạc bộ, nó bị mấy sư thúc sư bá sư huynh gì đó ăn hiếp nó quá ha. Mấy người kia bắt nó kêu sư thúc sư bá rồi không à, tại vì nó hạng con cháu, nhưng vừa nhỏ tuổi vừa thế hệ thứ F3 rồi, thành ra là nó cố gắng phấn đấu. Lúc đó thầy còn đi dạy, thế là nó đăng ký, nó học được những cái khóa cuối cùng.
Thầy dạy tới khóa 59 thầy nghỉ, thì nó học được khóa 58 trước khi thầy nghỉ hưu. Thành bây giờ nó cũng lên ngang hàng với mọi người, chứ ngày xưa là nó thuộc hàng cháu nội là học trò của học trò. Thành ra thầy mong là những anh chị nào đi trên chuyến xe ngày hôm nay, chúng ta cố gắng nè, cố gắng để cái tâm mình tĩnh lặng để suy nghĩ đi về bài toán kinh tế cuộc đời. Thầy nói thật sự, vĩnh viễn chúng ta không mua được nhà với thu nhập hiện nay của các anh chị, không thể nào mua được. Cái đứa đệ tử thầy nó làm 120 triệu một tháng mà nó mua nhà trả góp là thầy còn giật mình. Thầy tưởng là nó đủ khả năng mua đất luôn mà nó không mua đất nổi, nó mua có 3 tỷ mà phải góp 10 năm mà vẫn đang góp, mới góp được có 1 năm mấy 2 năm mà. Nhưng mà liệu 8 năm nữa còn được làm ở vị trí đó để 120 triệu không là vấn đề anh chị. Cuộc sống ở cạnh tranh khắc nghiệt lắm. Có những công ty là cứ vài năm người ta thay nhân sự để người ta tuyển người mới á, cái lương nó thấp anh chị. Mình càng làm cái thâm niên mình nó càng nhiều năm lương nó càng cao, bắt đầu người ta kiếm chuyện sa thải để người ta tuyển người mới. Nên để góp một cái gì đó trong 10 năm là một vấn đề phải suy nghĩ, phải cân nhắc, phải nói nghiêm túc. Thì không chắc cái công việc mình ổn định được suốt 10 năm nói chỗ này. Nên nói một cách nghiêm túc là chúng ta không có cái khả năng để mua nhà. Vì vậy muốn mua nhà chỉ có dùng cái trí tuệ của mình theo đúng chánh pháp Đức Phật dạy, đó là nhân nào nó ra cái quả nào, chứ không phải là cái quả đó nha. Nào cái đó khác nhau, nhân nào ra quả nào, nhân đó ra quả đó. Thì vậy muốn có nhà thì chúng ta phải có cái nhân về về nhà ở chị ha. Thì những chuyến đi này là cái dịp để chúng ta gieo những cái nhân cho đồng bào cái mái ấm, cái tổ ấm yêu thương, cái nhà. Thì sau này chẳng những chúng ta có nhà mà nơi đó còn có gì anh chị? Yêu thương. Có yêu thương, có hạnh phúc. Gia đình là tổ lạnh, là tổ chim, là tổ ấm. Câu nào đúng nhất trong ba câu? Thành nên nhớ, nếu ngày hôm nay chúng ta đi phát nhà thì sau này chúng ta cũng có nhà. Tại vì cái mình cho đi là vật chất thì mình vẹt lại là vật chất. Nhưng chắc chắn nơi cái mái nhà đó không hề có hạnh phúc, tại vì nó không có chất liệu yêu thương trong đó. Chúng ta đi phát cái vật chất thôi mà. Nhưng nếu hôm nay chúng ta đi trao tặng yêu thương thì chắc chắn sau này anh chị có nhà lớn nhà nhỏ gì đó là tùy vào cá nhân mình đã gieo. Nhưng chắc chắn rằng nơi đó luôn có tổ ấm, nơi đó luôn có hạnh phúc, luôn có tiếng cười. Được không ạ? Nhớ ha, thành ra các chị cố gắng moi tim mình ra đi. Để dù mình ở nhà lớn nhà nhỏ nó đều là một cái tổ ấm hạnh phúc, cái tổ ấm yêu thương nha. Cái nhà lớn quá mà không có hạnh phúc, bất hạnh, đau khổ, ngồi trên đống tiền mà khóc thì cũng như không à, không có tác dụng. Hạnh phúc là một giá trị về tinh thần nha, không phải vật chất. Tiền mua được nó không? Thật ra có nhiều tiền thì sao anh chị? Vừa rồi cái vụ kiện cáo cà phê Trung Nguyên đó, họ có thiếu tiền không? Họ thiếu gì vậy? Thành anh chị thấy cái tiền lúc đó mua được không? Chẳng những không mua được mà nó lại là nguyên nhân để gây ra tranh giành đổ vỡ hạnh phúc nữa, đúng không? Là chúng ta ráng nhớ ha. Có những thứ không có mua được bằng tiền nha, nó là giá trị về tinh thần. Vì vậy nếu ngày hôm nay các anh chị đi với thầy để ban phát, chắc chắn sau này anh chị cũng sẽ đứng ở ngoài tòa để tranh giành tài sản giống vậy. Còn nếu mà hôm nay chúng ta đi ở góc độ yêu thương, trao tặng thì sau này nhà lớn nhà nhỏ nó chỉ là vật chất thôi, nhưng chắc chắn nơi đó luôn có hạnh phúc, có tổ ấm, có tiếng cười. Hy vọng là trong 10 năm nữa các anh chị cũng sẽ giống những bạn bên xe kia ha, khi họ theo thầy trong 10 năm còn họ có những sự thay đổi rất lớn anh chị. Bình thường nha anh chị, bên đó là họ có 1-2 cái nhà là bình thường, có người 3-4 cái trong 10 năm vừa rồi mà không biết tại sao mua được luôn. Nhiều khi thầy hỏi họ cũng không biết luôn, tự nhiên cái cơ hội nó đưa đẩy, người ta bán thiếu cho rồi người ta cho mượn rồi người ta giúp cho rồi đủ cho, biết sao mà mua được. Tự nhiên họ có nhiều khi tự nhiên cái đùng cái